À, niềm vui là nối tiếp niềm vui anh em ạ. Khi mà tất cả các hãng xe điện bắt chiếc DK3 thì đây mọi người vào xem. Đây. Khi mà tất cả các hãng xe điện bắt chiếc DK3 với phiên bản cũ là bắt đầu tập tành cho xi nhan ra hai bên các hãng thì DK3 đã thay đổi nha mọi người nhé. Đây. Bản mới của DK3 thay đổi cái gì đây cho mọi người xem. Đây như là cái mặt mới của DK3. Đây anh cứ thật sẽ quay hơi nghiêng một tí mọi người nhìn này. Nó sẽ lồi hơn, nó khác biệt hoàn toàn nhá. Tức là DK3 luôn luôn tiên phong và thay đổi kiểu dáng. Các hãng khác chạy theo DK3 mệt phết đấy. Đây này. Đây là logo mới của DK3, đây là chữ K và chữ D này mọi người thấy không ạ? D. Chữ K lồng chữ D logo của DK3. Cái mặt này thì nó sẽ giúp cái xe nhìn nó phá cách hơn rất là nhiều nhá. Đây là phiên bản màu trắng đen này. Đây là phiên bản màu đỏ đun này. Còn đây là phiên bản màu xanh cửu long này. Rất là nét. Đấy, nhìn cái xe cảm giác nó rất là khỏe nhá. Nó cao, nhìn cái form này kiểu là nó cao hơn ấy. Nhìn nó lại trẻ trung hơn và phá cách hơn nhá mọi người nhá. Cái đầu này rất là hay hò đấy. Còn nếu mà các bạn thích đầu cũ, vẫn có đầu cũ bán cho mọi người. Đầu mới vẫn có đầu mới nhá. Con này là Roma SX2, tức là thế hệ thứ hai nha mọi người nhá. Ngoài cái mặt nạ đằng trước thay đổi thì thay đổi hệ thống vành, đa chấu, động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn, hệ thống đèn pha bi cầu khác hơn nhá. Kia nó chỉ là đèn LED nhưng mà đây là đèn bi cầu nhá. Đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Xịn sò hơn, đẹp hơn, sáng hơn. Đấy. Mặt đồng hồ thay đổi, đây anh chúng ta sẽ quay để mặt đồng hồ thay đổi. Rất nhiều chiếc thay đổi. Mặt đồng hồ thay đổi, đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Vẫn là kiểu dáng của Roma SX, vẫn là một trong những mẫu xe Vespa điện đầu bảng tại thị trường Việt Nam nhé. Vespa điện nhé mọi người nhé, đầu bảng thị trường Việt Nam. Mạnh Phát chưa tìm thấy đối thủ của chiếc Vespa Roma SX ở Việt Nam. Anh em mà muốn Mạnh Phát so sánh con này với con nào, kể cả ra đi nhé. Vespa ra đi Mạnh Phát nói thẳng luôn, không bao giờ bằng con này. Hôm nào mình hứa mình sẽ làm cái video so sánh giữa X-Men 1 của DK3 và X-Men Neo của Zadia. Nhiều anh em cứ bảo Neo là số 1. Ok, sẽ có video so sánh xem đúng là số 1 không. Thứ hai là Vespa của điện của Zadia và con Vespa điện của Roma SX này nha mọi người nhá. Xem con nào mới là số 1. Ok, mình sẽ hứa với mọi người sẽ làm video so sánh tận nơi luôn, mục sở thị luôn. Mình đã tìm được nơi mà có bán cả hai sản phẩm đấy rồi, mà chỗ người quen. Nhiều đơn vị họ rất ngại khi so sánh hãng động chạm, nhưng nhà mình chả ngại gì cả. Đối với nhà mình là mình chọn khách hàng, mình muốn đưa một cái trải nghiệm, đưa một cái lựa chọn để khách hàng có quyền được lựa chọn, có quyền được xem những video so sánh. Và những video như vậy mới là những video giúp hãng tiến bộ nhé, giúp hãng hoàn thiện hơn nhé mọi người nhé. Đừng ngại, nhiều anh em bán hàng bảo Mạnh Phát là gì ạ? Đừng làm video so sánh giữa hai hãng nọ, nó động chạm. Thế nhưng mọi người thấy không? Điện thoại có tránh khỏi so sánh không ạ? Xe máy có tránh khỏi so sánh không ạ? Ô tô so sánh, laptop so sánh, so sánh để đi lên, chứ không phải so sánh để trù ẻo nhau. Tốt hơn và tốt hơn, xấu hơn và xấu hơn. Muốn, tức là Mạnh Phát làm video công tâm, muốn để làm gì ạ? Để cho khách hàng có cái nhìn chính xác về cái mẫu xe điện mà mình đang tìm hiểu. Có thể mua của Mạnh Phát, có thể mua của đơn vị khác, đúng không? Cái đấy là quyền của khách hàng. Nhưng khách hàng có quyền đáng được biết hãng nào tốt hơn hãng nào, đáng được biết để Mạnh Phát để so sánh, đúng không? Nhà mình thì đang đại diện cho hai hãng, cho nên không thể so sánh được tất cả hãng với nhau. Nhưng Mạnh Phát đã tìm ra được một đơn vị, họ có 2 đến 3 hãng Vespa tại nhà. Và sắp tới Mạnh Phát sẽ qua để quay cái video để so sánh giữa các hãng đấy, để giúp cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn nhá. Ok, không dài dòng và liên thiên nữa, chúng ta sẽ đi vào cái mẫu xe này. Đây, anh chúng ta sẽ quay sang bên này đi. Đây, cái vành đa chấu rất là đẹp. Cái vành này đã được trang bị cho mẫu xe đời mới này. Đấy, bao gồm cả Roma Line cũng đều là vành này hơn. Đây, mặt đồng hồ cảm giác là đây nhá. Mình cố tình vừa quay video Roma Line, mình cố tình để lại hai con Roma Line này để cho mọi người quan sát. Tức là sao? Cái Roma Line này thì kiểu dáng của nó vuông hơn. Đây, con này sẽ nhỏ gọn hơn, thanh hơn. Đấy. Thực sự nhá, nếu con này mà không thay đổi ra cái mặt này á thì con Roma này đập chết cái mặt kia luôn. Đấy. Nhưng mà thay đổi ra mặt này và thay đổi ra cấu hình. Đấy. Mà thay đổi dáng một chút, tuy nhiên nó sẽ mang lại kiểu dáng khác nhá. Để quay đây cho mọi người có nhìn ánh nhìn khách quan về các mẫu xe điện của Roma. Đây là hai phân khúc Vespa của Roma. Đó là Vespa Roma SX và Vespa Roma Line. Đấy. Con này thì sẽ có giá quên đúng không? Chưa bật mí đúng không? Con Roma SX này sẽ có giá là 19.500.000. Còn Roma Line là 17.500.000 nhá mọi người nhá. Thì con này có cái gì mà Mạnh Phát lại bảo là nó tốt nhất trong phân khúc xe Vespa điện tại Việt Nam?
Thứ nhất mọi người quan sát, lốp luôn luôn là lốp xịn nhất. Phanh đĩa là hai phanh đĩa, giảm sóc những cái độ hoàn thiện từ cái bộ nhựa của xe. Nó cực kỳ chắc và toàn bộ linh kiện này là nhập khẩu nha mọi người nhá. Linh kiện của xe Vespa Zoma này, kể cả Zoma Line và Zoma SX là nhập khẩu nhá. Mọi người thắc mắc là tại sao xe Vespa của Zoma Line à, của Zoma của DK3 ấy nó lại không nhiều được màu như các hãng khác. Vậy mọi người biết tại sao? Vì nhập khẩu mà. Làm sao mà nhiều màu bằng sơn tại Việt Nam được. Đúng không? Mình nói luôn Osaka này, sơn tại Việt Nam thì nó mới nhiều màu được. Mình cũng nói thẳng luôn, phân khúc tầm trung. Còn DK3 là phân khúc cao cấp. Đấy, việc nào ra việc đấy đúng không ạ? Mình bán hàng mình cũng phải nói thành thật với khách hàng. Chứ nhiều khách hàng, hôm nọ có một khách hàng bảo mình là gì ạ? Anh ơi, X-Men Pro của Osaka với X-Men Neo của Zadier có nào xịn hơn? Người bán hàng ở cửa hàng gần nhà em bảo X-Men Pro Osaka xịn nhất. Mình bảo sao lại có những người bán hàng lại thiếu cái tâm đi. Đúng không ạ? Mình phải nói là nó không bằng. Tuy nhiên trong tầm giá nó tốt thì ok. Nhưng mà nó bất chấp để bán hàng. Mình không đánh giá cao những cửa hàng như vậy. Ok. Đây, chúng ta quan sát này, động cơ của xe động cơ 800W nhá. Đấy, phanh sau cũng là phanh đĩa. Mọi người đang phanh sau là phanh đĩa. Đây, giảm sóc rất là xịn, Zoma SX. Nói chung là DK3 là một trong những hãng xe mình phát rất là ưng, thật sự. May mắn được làm đại lý của DK3 ở khu vực Hà Nội. Bởi vì may mắn mình ở ngoại thành. Đây mọi người quan sát. Nhựa này của xe quá dày và chắc chắn luôn. Và xe DK3 này thì luôn luôn là những chiếc xe được giữ dáng nhất, giữ dáng, giữ giá và bền bỉ. Nó được chứng minh qua 5 tháng rồi chứ không phải là bây giờ nó mới chứng minh nhá mọi người nhá. Chứng minh qua 5 tháng, xe đã đi trải nghiệm rất là êm. Đấy. Mọi người thấy cái thay đổi ở cái mặt nạ nha, mình không nói đến mặt đồng hồ thay đổi này. Đèn thay đổi rồi nhưng mà cái mặt nạ này thì mọi người đánh giá sao? Cá nhân mình thì rất là thích. Bởi vì mình thấy rất là đẹp và gần như là không bao giờ đụng hàng với hãng khác. Đấy là cái DK3 giá thay đổi, còn hãng khác chỉ biết bắt chiếc thôi. Đợi DK3 ra mẫu mặt nạ kia bán tốt bắt đầu bắt chiếc. Điều đấy mẹ phát đánh giá không cao. DK3 luôn luôn tiên phong, công nhận điều đấy. Theo như DK3 quảng cáo thì cái động cơ này nó sẽ tiết kiệm điện hơn và giúp xe sẽ đi xa hơn nhá. Những cái dòng Vespa điện của DK3 sẽ đi được từ 60 đến 80 cây một lần sạc mọi người nhá. Đấy, 60 cây đến 80 cây một lần sạc. Và đối với dòng Zoma SX2 này nhà mình đang có sẵn là 3 màu, màu trắng này, màu xanh cửu long này, màu đỏ đun nhá. Đấy, đỏ mận rất là đẹp. Đấy. Mình nhắc lại nhá, cái mẫu xe này hiện tại đang được Mạnh Phát bán với giá là 19.500. 19.500. Và vẫn như mọi khi, đối với tất cả các mẫu xe điện mới tại Mạnh Phát thì đều được bao ship toàn quốc mọi người nhá. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho tất cả các khách hàng yêu thương Mạnh Phát, tin tưởng Mạnh Phát và chọn mua hàng của Mạnh Phát. Mặc dù đại lý của DK3 có mặt ở trên toàn quốc. Và DK3 này hiện tại sẽ được lắp bình của DK nhá mọi người nhá. Hiện tại lắp bình của DK và DK là hãng tiên phong. Bởi vì sắp tới á, đối với những xe điện mà lắp bình ngoài thì sẽ không được đăng ký biển. DK3 là đơn vị bán bình theo xe và bình chính hãng của DK sẽ được bảo hành chính hãng 18 tháng đổi mới. Mọi người nhớ nhá, 18 tháng đổi mới là một trong những hãng bình hãng tiên phong trong cái việc là sử dụng bình ắc quy bắt buộc theo xe. Hiện tại là có 3 hãng ở Việt Nam đang bắt buộc phải dùng bình theo xe, là một là DK3, hai là Dibao, ba là Zadier, là đang bắt phải dùng bắt buộc nhá mọi người nhá. Bắt buộc lấy xe phải kèm bình. Bắt buộc nhá, đây là hãng bắt buộc luôn ạ. Là những xe của DK3 này thì sẽ lắp bình của DK để đảm bảo chất lượng cũng như là uy tín của nhà máy, cũng như là tránh ảnh hưởng đến một số đại lý là họ cạnh tranh về giá, họ lắp bình rẻ cho mọi người và giảm giá thành của chiếc xe đi từ 5 đến 700 nghìn. Thế nhưng vậy ảnh hưởng đến thương hiệu DK3 và họ không đồng ý là như vậy. Và bây giờ họ có tiêu chuẩn riêng về bình ắc quy nhá. Ok, đối với sản phẩm này thì Mạnh Phát vẫn miễn phí ra cho mọi người trên toàn quốc nhá. Số điện thoại của mình là 085 993 1111. Nhắc lại nhá, 085 993 1111. Xin chào và gặp lại.